Mình vừa thấy trên cây chanh có một con sâu rất là to. Mình sẽ bắt nó xuống để nuôi thử thành bướm nha các bạn. Con bướm này chắc rất là đẹp. Mèo, ăn đi mèo. Ai chứ con mèo này là dám nó ăn thiệt đó các bạn. Cái gì nó cũng ăn hết. Đây con sâu khế này có rất nhiều gai và phấn ở trên lưng nó. Nó cũng rất là to, nó bám rất là chặt nha các bạn. Lúc nãy thì mình định bắt con sâu thôi nhưng mà nó cứng quá, nó bám cứng quá nên mình bẻ luôn cái thân cây. Con sâu này là sâu khế nhưng mà mình lại thấy nó trên cây chanh nha các bạn. Không biết là nó có ăn được lá chanh không nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vào cái hũ này rồi mình sẽ nuôi thử như là mình nuôi con sâu lúc trước vậy. Nếu mà mình nuôi thành công thì bướm của con sâu khế này nó rất là to luôn á các bạn. Nó rất to mà nó cũng rất đẹp nữa. Mà không biết nó có dễ nuôi như con kia không? Con sâu này thì nó màu xanh và nó có rất nhiều gai. Đây dừa nè các bạn. Và mình sẽ lấy giải mùng mình bịt ở trên để con sâu này nó có thể có môi trường thoáng mát. Này các bạn nhìn gai của nó nhìn rất là ghê. Đã 2 ngày rồi các bạn, con sâu này nó cứ bất động đúng một tư thế đó nên mình nghĩ là nó một là nó sốc lột xác, còn hai là nó sẽ tạo nhộng đó các bạn. Đây mình không biết là con sâu này nó làm sao nữa mà nó cứ tuôn ba cái bọt phấn làm như là nó lột xác hay sao đó các bạn. Các bạn thấy cái đỏ đỏ không, nó làm như con mắt nhưng mà thật ra là cái đầu của nó ở trên nhưng các bạn. Mình thấy là nó không ăn uống gì luôn mà nó cứ tuôn cái lớp đó ra vậy đó. Tối hôm nay mình lại xem thì chỉ còn thấy cái bộ da mà nó lột bỏ lại thôi các bạn. Còn con sâu nó mất tiêu rồi. Ở trên mình cột lỏng quá nên nó đã bò đi đâu rồi các bạn ơi. Lần sau có dịp thì mình sẽ nuôi một con sâu khác. Cố gắng nuôi thành bướm luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhộng và bướm của con sâu khế này nha. Nhộng và bướm của nó rất là to.